Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách gộp hình trong bone boy Đây là một nội dung rất là hay Thì để gộp hình trong bone boy Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm Đầu tiên á Tôi sẽ tiến hành là Vẽ ra hai hình Hình đầu tiên nè Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Sao chép hình này ra một hình nữa Bằng cách là tôi sẽ chọn hình đó Giữ phím hình Kéo ra một hình nữa Và lúc này á Tôi sẽ để hai hình này giao nhau Hình đầu tiên á tôi sẽ tiến hành là tô màu đỏ và hình thứ hai tôi sẽ tô màu xanh rồi để gộp hai hình này á thì tôi sẽ chọn vào hai hình giữ phím Shift này lần lượt chọn vào hai hình lưu ý nha ở đây tôi sẽ chọn vào hình màu đỏ trước và chọn vào hình màu xanh sau sau đó tôi sẽ vào tab format tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ thấy tùy chọn đó là merge shape bấm vào button chuyển xuống thì lúc này á nó có các tên chọn như sau nếu mà bạn chọn vào union Đây chọn vào union thì nó sẽ gộp hai hình này lại với nhau và nó sẽ sử dụng màu của hình đầu tiên áp dụng cho hình thứ hai đó do lúc đầu á tôi chọn hình màu đỏ trước nên nó sẽ sử dụng hình màu đỏ áp dụng cho hình thứ hai luôn rồi bây giờ tôi sẽ cần chôn z quay trở lại còn nếu như tôi chọn vào hình màu xanh đầu tiên này sau đó tôi chọn vào hình màu đỏ tiếp theo tôi vào tab format chọn vào mất xếp chọn vào Union thì lúc này á nó sẽ sử dụng hình màu xanh áp dụng cho hình màu đỏ đó, bạn thấy không rồi bây giờ tôi sẽ nút qua trở lại rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tùy chọn thứ hai đó là compile này nếu mà bạn chọn vào compile thì lúc này á nó sẽ đục cái lỗ ở giữa tức là cái phần giao nhau nó sẽ biến mất đi đó nó sẽ đục lỗ như thế này và thì chọn thứ ba các bạn chọn vào fragment này. đó thì lúc này á nó sẽ cắt các phần và lúc này bạn có thể là di chuyển các phần ra này đó thì bạn có thể là sử dụng nguyên lý này để vẽ ra hình mà các bạn chúng ta không thể vẽ theo cách thông thường được đó bây giờ tôi muốn vẽ cái hình này rất là khó thì ở đây tôi sẽ sử dụng tính năng là fragment để tôi cắt ra thì nó dễ hơn Đó. tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tùy chọn tiếp theo đó là interest set đó, các bạn chọn vào thì lúc này đó, các phần không giao nhau nó sẽ bỏ hết nó chỉ giữ lại cái phần giao nhau mà thôi và tùy chọn cuối cùng là chat đó lúc này nó chỉ giữ lại hình đầu tiên cái phần không giao nhau đó. còn các phần của hình thứ hai và phần giao nhau nó sẽ biến mất đó các bạn chúng ta lần lượt để chúng ta tìm hiểu về các tùy chọn này nha Rồi ví dụ như ở đây tôi có một hình cô gái này Ở đây tôi sẽ vẽ một hình nữa chồng lên hình cô của hình của gái này Bây giờ tôi muốn là lòng hình cô gái vào cái hình vẽ này Thì tôi sẽ làm như sau Dựng phím ship chọn vào hình cô gái trước Tiếp theo tôi chọn vào hình vẽ Sau đó ở đây tôi sẽ vào tab format tab format ở mục là sáp nha. Rồi các bạn chúng ta sẽ chọn vào cái dòng là interest set thì nó sẽ bỏ các phần không giao nhau. nhau. Đó. Còn nếu như các bạn chúng ta chọn vào đây hết thì các bạn có thể là bỏ đi các phần dư thừa chỉ giữ lại Đó. tùy các bạn nha. Các bạn có thể là áp dụng nguyên tắc này để các bạn có thể là gộp hoặc là lấy những phần giao nhau hoặc là không giao nhau. Đó như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách gộp hình trong Bone Boy. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn đã theo dõi.